Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy tàu kéo xà lan bị chìm, khiến 4 người tử vong, 5 người mất tích xảy ra vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 4, tàu LA06695 kéo theo xà lan LA06883 đi theo hướng từ Kỳ Hà, Quảng Nam đến huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, chở khoảng 1.236 tấn đá hộc thì bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo tại địa điểm cách bờ biển huyện đảo Lý Sơn 3 hải lý. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 5 thuyền viên vẫn đang mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các lực lượng chức năng khác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau gần một tuần kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã truy xét bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp 2 xe máy trong đêm. Các đối tượng gây ra vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh, sau đó đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Các đối tượng trong vụ án gồm Bùi Văn Chiến, Đinh Công Dũng và Tạ Quang Linh cùng chú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Bùi Hoàng Anh chú tại Hòa Bình. Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Đêm ngày 9 tháng 5 tại huyện Thường Tín, Hà Nội, 4 đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang che kín mặt, đem theo hung khí rồi chặn đường đe dọa cướp được 2 xe máy Honda Vision. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Nasid và Muhammad Sukia cùng chú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tiến hành kiểm tra hành chính một chòi dãy trên địa bàn, Công an xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc phát hiện các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1,5 kg cần sa tươi, 100 g cần sa khô, một bộ dụng cụ sử dụng cần sa tự chế, cùng nhiều cây cần sa trồng trong dãy. Tại cơ quan công an, Nasid và Mohammad Sukia khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng xã hội về để trồng tại dãy, thu hoạch và rủ rê các đối tượng nghiện ma túy khác đến tụ tập cùng sử dụng. Chiều ngày 17 tháng 5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải tàu vận chuyển khoảng 90.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại vùng biển cách đông nam Côn Đảo khoảng 120 hải lý, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu có số hiệu BT99900TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Võ Văn Tiếng, trú tại Tiền Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có khoảng 90.000 lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Do đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số dầu trên để tiếp tục điều tra xử lý. Vào khoảng 10 giờ tối qua 17 tháng 5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng trên đường Láng, cạnh cây xăng đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy lên mái nhà thoát thân. Vào thời điểm trên, trong nhà có khá đông người. Khi phát hiện có cháy, mọi người đã hô hoán chạy thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, một số người ở trên tầng cao không chạy kịp, phải leo lên mái tôn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Đến hơn 23 giờ, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 5, sau 3 ngày xét xử, nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 17 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm. Các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ bị tuyên y án 14 năm tù tội nhận hối lộ. Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm, còn 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Đối với bị cáo Phan Quốc Việt, tòa phúc thẩm nhận định hành vi sai phạm của Tổng Giám đốc Việt Á xuyên suốt vụ án có tình tiết tăng nặng, do vậy tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Việt, tuyên y án sơ thẩm mức án tổng cộng 29 năm tù về hai tội danh: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác với tiền công 250.000 đồng. Bị cáo Trương Văn Hội, sinh năm 1971, trú thành phố Vĩnh Long, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử và tuyên phạt 17 năm tù giam. Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 3 tháng 11 năm 2023,
Trên đường làm nhiệm vụ đến khu vực ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tổ công tác phát hiện bị cáo Hội điều khiển xe mô tô biển số 64F96356 lưu thông từ hướng thành phố Vĩnh Long qua thị xã Bình Minh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Hội cất giấu một bịch ni lông chứa chất ma túy trong quần lót. Kết quả giám định, đây là chất ma túy loại heroin có trọng lượng là hơn 74 gram. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hội 17 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thành phố Hải Phòng, đồn biên phòng Đoàn Xá vừa tổ chức cứu nạn thành công một tàu với 3 thuyền viên bị nạn trên biển. Trước đó khoảng 18 giờ 40 phút ngày 16 tháng 5, nhận được tin báo của anh Vũ Duy Trang, thuyền trưởng tàu HD8989. Trên tàu có 3 thuyền viên chở 1.800 tấn xỉ than đang hành trình từ Cẩm Phả, Quảng Ninh về Thái Bình đến khu vực cửa sông Văn Úc trên vùng biển giáp ranh giữa huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bị sóng to đánh trôi dạt, nước tràn vào khoang có nguy cơ đắm tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Đoàn Xá đã điều động người và phương tiện ra hiện trường để tổ chức cứu nạn. Đến 19 giờ cùng ngày đã cứu nạn thành công 3 thuyền viên. Do sóng to nước tràn vào liên tục, đến sáng ngày 17 tháng 5, việc bơm nước cứu tàu khỏi chìm đắm mới cơ bản tạm ổn. Liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Hàm Tân do đối tượng Nguyễn Hữu Chính, 34 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cầm đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Đình Trọng Huy, 31 tuổi, Lê Hoàng Khôi, 30 tuổi, Nguyễn Thành Công, 23 tuổi, đều trú huyện Hàm Tân và Nguyễn Văn Trung, 31 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố Nguyễn Hữu Chính cùng với tội danh trên. Từ tháng 8 năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Chính cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, sau đó dùng xe tải ben vận chuyển đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là trên 25.000 mét khối. Qua quá trình điều tra xác định, 4 đối tượng Trung, Khôi, Công và Huy có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Chính trong việc cảnh giới, khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Trung và Huy, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 phương tiện cùng với nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Trước đó, Chính đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng để điều tra làm rõ. Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Báo Công an Nhân dân, Báo Tạp chí Sức khỏe và Môi trường cùng các nhà hảo tâm vừa tổ chức tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng hạn mặn tại xã Tài Văn và xã An Viên An thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tại các nơi đến, đoàn công tác đã hỗ trợ người dân 6.000 chai nước suối loại 1,5 lít và 300 thùng mì cho 150 hộ dân thuộc 2 xã trên địa bàn huyện Trần Đề, tổng trị giá 100 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của lực lượng công an đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và trách nhiệm đối với xã hội nói chung. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.